Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyền Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì em Tuyền đã có mặt ở trong thôn Đề Chia đó các cô chú. Thì ngày hôm nay nắng rất là đẹp. Thì ngày hôm nay là một ngày buổi nghỉ của bà con Đề Chia nhé các cô chú. Thì như các cô chú biết thì trong thời gian vừa qua bà con thôn Đề Chia chúng ta đang tất bật làm cái công việc là sát bột đá, đập đá, kè móng đá và đổ đường. Thì cái công việc nào nó cũng vậy, làm liên tục như thế thì bà con rất là mệt, rất là oải. Đôi khi chúng ta sẽ có những ngày nghỉ cho bà con. Cái thứ nhất là ngày nghỉ chủ nhật để bà con cùng nhau đi chợ buôn bán giao lưu hàng hóa đấy, để mua sắm đồ cho gia đình. Và có thể gia đình nào có con gà, con lợn hay những con gì bán đi để chúng ta có thể bán để lấy thêm tiền về cho cái thu nhập cuộc sống hàng ngày nhá. Thì ngày hôm nay thì em Tuyên vào với thôn Đề Chia này này. Vào cũng giờ cái buổi này thì nó gần giờ trưa rồi các cô chú ạ. Thì em Tuyên vào đến đây thì cũng có một cái công việc này như này. Cái thứ nhất là em Tuyên sẽ vào kiểm tra tất cả cái số lượng dê trong vừa rồi, trong năm vừa rồi là nhóm thiện nguyện anh Công Vũ tặng cho bà con Đề Chia đấy. Thì tặng cho bà con Đề Chia thì có hai hộ là không có nhá. Hai hộ đợt đấy là hai hộ ông bà già là sẽ không được tặng nhá, còn đâu là sẽ được tặng nhá. Vì hai hộ ông bà già là không chăm được dê ấy. Đấy nên là đợt đấy nhóm thiện nguyện anh Công Vũ là không tặng, còn đâu là hộ nào cũng có. Nên là bây giờ em Tuyên cũng vào muốn là kiểm tra trong cái gần một năm nhá. Đợt mừng 5 tháng 9 là ngày khai giảng thì đợt đó là em Tuyên là khánh thành cầu thang, cái con đường về nhà nguy hiểm nhất Việt Nam là những chiếc cầu khỉ đó. Thì đợt đấy là chưa mua dê nhá các cô chú. Chúng ta xây nhà của em Trà đây này. Đợt đấy xây nhà của em Trà thì đợt đấy kết hợp mới mua dê. Thì em Tuyên nghĩ nó rơi vào tầm tháng 10, tháng 11. Lúc đó mới mua dê thì đến năm nay nó gần là một năm rồi. Thì đấy là một năm trời thì em Tuyên cũng muốn vào để quay lại để báo cáo tình hình những cái con dê sống của anh nhóm thiện nguyện Công Vũ tặng cho bà con ấy. Đấy thì bây giờ em Tuyên vào để thông báo lại. Và bây giờ cũng phải vào nhà em Thề và em Xá. Nhà em Xá thì đang chung có nhà. Đây là nhà anh Chính. Xin chào anh Chính nha. Rồi, anh Chính cắt quả tóc là hơi bị đẹp đấy nhá, đầu sư rồi đấy nhá. Trông anh là mát mát đây đúng không? Anh Chính anh Chính là đang hút thuốc. Anh Chính là bố của A Thà đấy mọi người ạ. Đó. Thì bây giờ em Tuyên cứ phải vào chỗ nhà em Thề trước đó mọi người. Thì vào nhà Thề thì chúng ta sẽ đi đường này. Đó. Đi đường này thì sẽ qua nhà anh Vừ này, sẽ qua nhà Nu này. Đấy. Đây cái cuộc sống hàng ngày của bà con đây, không làm đường đây. Thì nho trồng nỉa nhá. Ôi rồi chào nỉa nhá. Nỉa đang ngồi làm gì đấy? Vô cống à? Xin chào Nu. Bây giờ thì cũng tranh thủ vào đây thì xem Nu thế nào rồi, chân thế nào rồi. Thế ngồi dậy rồi gì? Đúng rồi. Đi lại rồi gì? Ở đây các cô chú ạ. Chỉ nó tự ấy tự tiêu mà. Ok ok rồi. Bây giờ không đau đâu gì, ok gì. Thôi ngồi mạ mạ nhá. Thôi ngồi để xem điện thoại các thứ là nò mỏ vào cho nhanh khỏi nha Nu nhá. Nu thì không biết thuốc phổ thông mấy mọi người. Cứ tham quan một tí đã. Được rồi. Xin chào anh Vừ. Ôi dồi anh Vừ làm này đẹp thế. Cái này làm cái gì đấy? Làm ở cái này á? À đây 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 đây. Đây 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 đây. Cái này là cái tết lanh hay sao hả? Anh Vừ, cái này làm cái này à? Phải không? Con hiểu rồi. Thì có nghĩa là anh Vừa đang thiết kế cái này cho bà để làm cái lanh này đây. Đây bộ nó như này nha, anh Vừa đang làm thảo nó đẹp rất này mọi người xem này. Tự cưa tự làm cái cây này rất là đẹp này. Đây này, đang cưa thêm cái này này. Bây giờ đấy thế là cái dệt lanh đấy các cô chú ạ. Như vậy à anh. Đấy. Đợi mấy nữa chúng ta vào thăm gia đình anh Vừ thì chúng ta xem cái anh Vừ thiết kế cái này như nào nhá các cô chú nhá. Thôi xin chào anh Vừ nhá. Em xuống nhà Thề đã. Đây thì cứ phải xuống nhà Thề. Có Thề mới phiên dịch được, Thề với Xá. Hôm nay trời nắng rất là to mọi người. Đấy, cái con dê kêu này các cô chú này, đây là thành quả đấy. Wow, đây nhà Thà. Đóng cửa đi đâu rồi đấy. Nho trong nỉa nhá. Vâng, nho trong nỉa.
Nỉa đang làm gì đây? Xin chào em. Xin chào em. Đang làm gì đấy? Đang tẽ ngô à? Ngô này, nhưng mà ngô này bị hỏng nhiều nhỉ em nhỉ? Không được sủa. Đây này, cái ngô này là ngô như này mất mùa đấy đúng không? Ngô như này thì không có ăn được. Bé bé như này mất công lắm. Đây này, các cô chú bảo là 3-4 bắp này làm sao bằng bắp kia được. Nó phải chục bắp này ấy. Phải chục bắp này mới bằng một cái bắp lo kia. Như này gọi là mất mùa các cô chú này. Bé tí này thì mất bao nhiêu công sức đấy. Không đơn giản đâu. Cũng là thiệt thòi cho bà con trồng ở đá nên là không mất mùa là khổ. Thế thì hôm nay anh vào là có cái việc này là nhờ em. Em sẽ đi cùng anh đi tham quan bà con một chút để báo cáo cái tình hình là trong một năm, gần một năm. Em nhớ là đợt chúng ta xây nhà cho ba bà cháu, em trà. Chúng ta đợt đấy là được tặng mỗi gia đình một con dê đúng không? Trừ hai hộ là hai hộ người già. Mẹ sinh với hai ông bà già đó. Thì không tặng. Thì trong một năm vừa qua các anh nhóm thiện nguyện Công Vũ đang rất muốn là cái thành quả của chúng ta là kết quả. Dê đã đẻ hay chưa? Hay như nào, có nhà ai bị chết hay là như nào không? Báo cáo lại với các cô, các chú, cho các anh đấy chị biết. Và có một cái cuối giờ thì chúng ta sẽ tập trung ở nhà xính và họp. Anh có một cái công việc trao đổi với em, với bà con một chút. Nhá. Thế bây giờ, trước hết anh vào nhà em rồi thì anh sẽ kiểm tra luôn con dê của em. Xem con dê đã đẻ chưa? Đấy. Đẻ rồi đúng không? Đẻ rồi là tốt rồi. Đấy. Đây các cô chú ạ. Nói chung là đây, cái thiệt thòi ấy nha. Đấy, thế em thề đang bảo là đúng là đi là khó đấy. Cao rồi đúng không? Thế trèo xuống trước đi. Xong anh trèo sau đấy các cô chú xem này. Đấy chủ nhà này này. Cái này say rượu hầu chơi này mà ngã luôn nhá thầy ạ. Không, uống rượu thì tôi không đi đâu đúng không? Đâu, em cầm hộ anh cái này. Đấy, các cô chú ạ, đây khổ này. Nói chung là không thể ấy được. Ok, em cứ quay đi. Em quay lại máy. Để quay anh. Không sao cả. Đây, các cô chú xem này, em Tuyên đang trèo xuống. Ngày hôm nay em Tuyên lại đeo dép. Cứ phải mạ mù thôi. Không sao cả. Đấy, thế thì mới thấy là nhà nào cũng khó khăn. Nhà thề đây, thề bảo là nếu mà xây nhà cái móng đá này là mất rất là nhiều tiền. Đây các cô chú ạ, đây này. Đây nha các cô chú nha, chúng ta xem cái thành quả đầu tiên của gia đình em thề đi. Là một người vua thợ dê đây. Đây, đâu có dê nào nhỉ em nhỉ? Úi dồi, con bò nó húc. Đợt đấy là con dê nào nhỉ? Con dê trắng đây đúng không? Đúng rồi, một đôi bên đẻ ra một con đấy gì? Gái hết. Ồ, thế tốt rồi. Thế là có hai con cái thì nó đẻ ra nhiều con hơn. Đây nhá các cô chú nhá, chuồng thì nó hơi chật, thế đang có hai con để đi bán đúng không? Đúng rồi. Vua chọn dê mà. Tuần trước này thì tuần sau này thì chợ bán rồi. Đấy. Thế vua chọn dê mà. Thế là được có hai con này đang đợi bán đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế là đây, thế là nhà em thề xin thông báo với các cô chú nhá, chỗ này thì chuồng dê này hơi nhiều đồ. Đúng rồi. Trong này là có 4 con. Đúng không? Thề đây này. 5 con. 5 con ạ. Nhìn chỗ này chật quá không nhìn được, thôi đi. Thế là con dê của thề đã đẻ một con đúng không? Một con rồi. Ok. Đấy, đấy là ra hộ gia đình đầu tiên là vua chọn dê. Em thề. Đi từ nhé, thế là chó này chắc là đi khó đấy. Phải hết sức từ từ đúng không? Đúng rồi. Đây em Tuyên nó trèo lên. Úi giời. Cũng mong thề đội trưởng xây ngày nào nó một ngày nào đó đi vào nhà thề có thể xây được một ngôi nhà đẹp đẽ. Đi lại nó dễ hơn đúng không? Thay đổi chuồng trại đi. Thôi. Thôi xin chào vợ thề nhá. Vợ thề làm đi nhá. Làm nó mỏ nhá. Anh đi với thề một tí. Con xin chào Nỉa nhá. Vâng vâng. Anh Tiên mù đây. Dạ vâng vâng. Mẹ bảo gì thế? Mẹ bảo anh về. Anh về vâng vâng. Đấy. Đi. Bây giờ thì... À đây A Thà. A Thà đây, A Thà đây này. A Thà đây. Xin chào A Thà. Đấy em bảo là Thà là đấy là bây giờ hôm nay anh vào để kiểm tra sơ qua dê nhà nào đi chăn rồi thì thôi, còn nhà nào chưa chăn thì chúng ta vào quay qua một chút để xem cái thành quả trong một năm vừa rồi ấy. Này. Nhà Thà thì bên nhiều dê lắm.
Đợt vừa rồi được chú Mạnh Thường Quân cho này, ôi rồi. Cái con mà năm ngoái cho ấy, không phải cái con đợt vừa rồi đâu. Cái con cho một con ấy. Con này đúng không? Đẻ chưa? À, xong gì đâu. À, đợt đấy thà bảo đợt đấy để ba con bị chết đây, tùa ấy nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà các cô chú ạ, các cô chú biết là tại sao nhà thà nhiều dê này không? Đợt vừa rồi là có được cho này. Gần nhất đây là chú Mạnh Thường Quân giấu tên đúng không? Cho đúng. Cái chuồng này nhá. Đúng rồi. Chuồng này đẹp chưa? Đúng rồi. Quá tuyệt vời rồi đúng không? Là cho chú Mạnh Thường Quân cho cái chuồng này với cho ba con dê. Đúng rồi. Và đợt thề mua một con dê nữa là của nhóm thiện nguyện Anh Hanh. Đúng rồi. Cho một con nữa là bốn con dê đúng không? Đúng rồi. Ba con dê của chú Mạnh Thường Quân này với một con dê ngày hôm trước mua này. Chắc là năm con. À, và một con dê của nhóm Anh Hanh mua này. Đúng rồi. Là 5 con, một con dê này quả bố chính này. Đúng rồi. Đúng không? Con dê này có bố chính. Ừ. Nhưng con bố chính chưa đẻ à? Chưa. Chắc là đẻ thì bấy lông. Mà lông bố thế? Lông. Ừ. Đợt đấy sao mà chưa đẻ? Đấy nuôi 1 năm rồi mới đẻ thôi chứ. Là, sao em? Đẻ một con thì bán rồi. À, bán rồi à? Bán một phân. À, bán một phân à? Bà con bán một phân. Thế là đã có, thế là hộ gia đình nhà thề có này. Nhà anh Chính cũng có này và đã bán được rồi. Đúng rồi. Và nhà Thà cũng đẻ nhưng mà đợt đấy đã đẻ ba con này bị chết đúng không? Đúng rồi. Ok ok. Thế là nói chung là hộ gia đình nào cũng có dê đúng rồi. Đẻ là tốt rồi. Thế làm tốt rồi. Ừ. Thôi ok, đã Thà đóng cửa đi. Chuồng dê đẹp quá. Thế là nhá ông, đây này. Các cô chú ạ. Khi chú Mạnh Thường Quân giấu tên đây, cảm ơn chú Mạnh Thường Quân giấu tên nhá. Đây chú có cái chuồng dê đẹp cho gia đình A Thà, bây giờ A Thà lại để chuồng đây cho con gà này. Ôi cha cha. Thế đây này. Chất là tốt đấy. Đây này, em chân thấy cái này giật mình này các cô chú ơi, đây này. Bà con không ăn nhá. Bà con để ấp. Đúng rồi. Bà con để ấp để đẻ ra gà. Đấy nhiều đấy A Thà. Cái này là oru này, lau lu, trầu, dị, chua, chín quả. Chín quả. Đấy. Thế này được 9 tủ cây đấy. Đúng rồi. Thôi xin chào A Thà nhá. Thế là nhà A Thà được nhiều dê là chốt tốt rồi. Đúng rồi. Chúc mừng. Bây giờ chúng ta đi sang dần dần xem, cứ hỏi thôi. Xong rồi A Thế. Dạ. Xong rồi Tiến nó bảo là mời A Thà sang nhà Xính nhá. Vâng. Họp một tí. Anh truyền đạt lại. À, mấy gì rồi? Tôi tỉ chia sẻ nhá. Hãy nhìn nhé, một tí chia sẻ nhé. Bếp lỗ. Sang nhà Xính, Xính trái. Ngồi cho rộng. Ngồi chỗ bếp kìa. Ông tỉ chia sẻ trên. Bây giờ chỗ này nắng ấy, không có chỗ nào ngồi ấy. Đúng rồi. Đây nhà đây này. Lúc nãy anh vừa đi qua. Anh bảo anh vừa làm cái gì đẹp quá thì ạ. Có ra làm cái này này. Cái ấy lanh này này. Cái này ấy. Đấy. À đây thì em hỏi luôn nhà anh vừa là dê nhà anh vừa đợt trước đẻ chưa? Ờ tụ chỉ còn do không đó. Thế là bảo đổ. Cái là bảo đổi. Đổi là sao? Cái là chắc là mình không hiểu ấy. Đổi một con lấy hai con á hay nào? Đúng rồi. Không, chắc là một con thì để co ấy. Ờ. Chắc là mình là chảy. Như nào này nhỉ? Chảy á? Ờ. Chảy là như nào anh chưa hiểu này. Không phải chảy đâu, chắc là mình chẳng biết được. Con này không nấu được ấy. Không hiểu à? Không nói được tiếng Kinh à? Đúng rồi. Nhưng mà đổi bây giờ vẫn còn dê hay như nào? Còn mà. Vẫn còn, bây còn mấy con? Còn một con không? À. Có nghĩa là nó vẫn đẻ chưa? Đúng. Đấy đẻ chưa hay là chưa đẻ? Chưa đẻ. Chửa, chắc là chửa rồi, chắc là chửa rồi. Ờ, chắc là chửa con này, chửa con mà chưa đẻ à? Ờ, chưa đẻ, chắc là mình không nói hết, không nói đổi hết. À, có nghĩa là đang chửa, bây giờ vẫn đang chửa gì hay như nào? Bây giờ thì chưa chửa đâu. À, có nghĩa là đợt trước chửa rồi nhưng mà không đẻ được. Ờ, đúng rồi. À, kiểu chửa giả đấy, đợt đấy là chửa sẩy à? Ờ, đúng rồi. Như kiểu bị sẩy là như kiểu nhà A Thà là bị chết đấy gì? Đúng rồi. À rồi rồi, thế là bây giờ chỉ còn y tù á anh Vư? Y tù thì chỗ sống y tù thế rồi. Chết là bảo hai năm thì một con thôi. Hai năm một con. Đúng rồi. Cũng khó nhỉ. Đây các cô chú ạ, đây thì cũng tiện thể em tuyên quay cho các cô chú xem. Đây là cái lanh đây. Dò. Sao nhỉ bảo sao? Cái là bà bảo à... hay đưa hay na thì đừng co đâu, rất là khó ấy. Khó đúng không? Đúng rồi. Nó đẻ cho mà không được ấy, khổ đấy, khó khăn. Đây là cái ấy lanh này mọi người nhá. Thôi thế đi. Vâng. Bây giờ chúng ta không làm phiền anh vừa thôi. Vâng. Em bảo anh vừa là cố gắng chăm vào, chứ bây giờ hai năm mà được y tù này là không được. Chỉ mua tiền nữa nhỉ? Y tù thế mà chỉ tranh, y tù thế mà không cầu, tù cố thế à? Bà phải sao?
Thế là bảo à, một cô thì chăm thì chất được, hay bác cô thì mít được, một cô thì mó tham gia ấy. Đúng rồi, mà y 2 năm được một con là hơi chậm đấy. Đúng rồi. Thôi anh vừa cố gắng chăm để cho nó đẻ chứ y tù này ấy không được. Thôi thôi. Ô tù thì được hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bỏ hay được hay coi thì tốt hơn đúng không? Tốt hơn. Đây này thì anh vừa mới hỏi Nu, Nu là chân cũng đỡ rồi. Đúng rồi. Bây giờ chỉ ngồi không thôi đúng không? Vâng. Đi, bây giờ lên nhà Phú. Ừ. Đây này, xin chào Di. Di là cô gái chăm chỉ này, đang đi làm lành đây. Con gái thì sẽ nhát hơn đàn ông con trai mọi người. Có lẽ đi từng nhà này anh thấy là hơi ấy. Đúng rồi. Cứ đi hỏi nốt nhà Phú là đứa đấy bị chết. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Bị chết xong rồi đợt đấy có quay vi hình Phúc. Wow. Hình đợt đấy đã đẻ được 2 con đấy. Phúc thật cho đi làm hết được đúng không? Đúng rồi. Có em còn em cậu. Em cậu thôi, đi thôi đi. Bây giờ thì anh thấy cơ mà đi mỗi hộ gia đình như này thì nó hơi dài đấy. Đúng rồi. Này, nhà xá thì đẻ rồi thì phải ấy, đúng không? Đúng rồi, đẻ mà. Xá về chưa không biết. Nỉ ơi, nỉ ở xá về chưa? Nho chồng nỉ à? Chưa rồi đó. Xin chào con. Vâng, xin chân nỉ à. Sá về chưa nhỉ? Sá lọt cậu. À đây, 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 về đây rồi. Đến, sắp đến rồi. Đúng, đúng lúc về luôn đúng không? Đúng rồi. Xin chào Sá nhá. Sá vừa đi huyện về à? À. Thế là đi huyện về đấy. À đây là con gái này. Đi xe tránh ra không được bỏng ống xả đấy. Đây chúng ta ngồi lên nhà đi cho nó mát. Đứng ở dưới nó nóng quá. Nhưng mà thề là vua dê mà có được một con là 2 con. Vâng. Con kia là cũng sắp bán được rồi đúng không? Đúng to rồi đấy đúng, đúng không? Rồi. Bán lại được 3 triệu. Vâng. Nhẹ nhàng được 3 triệu. Vâng. Sai. Đây thì hôm nay anh vào với thề đây vào có việc này này. Là hỏi thăm cái tình hình kết quả chúng ta trong 1 năm vừa rồi. Em nhớ là gần 1 năm. Đợt trước nhà làm nhà trà đấy thì được tặng nhóm tình nguyện Công Vũ tặng cho mỗi hộ gia đình một con dê đúng không? Yeah. Thì hôm nay đúng chẳng đúng còn gì nữa. Mỗi người tặng một con dê đợt nhà trà đấy. Bây giờ trong 1 năm nay là dê đẻ chưa hay như nào? Để anh có ghi hình lại cho các cô chú biết. Dê chắc để đâu đi ra nhà xá thế nào? Nhà xá thì chuồng dê, chuồng bò này nhìn đầy đặn lắm. Nhưng mỗi tội là dê bò là toàn nuôi hộ đấy. Nuôi để lấy phân này. Bà con đây cũng như nhà thề đấy. Đúng rồi. Nuôi một con bò nhưng mà nuôi là lấy phân đấy. Không phải của nhà mình, khổ thật. Đấy, đẻ con này đấy á? Đẻ con này. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Đẻ mấy con em? Đẻ 2 con. Đẻ được 2 con rồi. Ôi trời, thế là được đấy nhờ. Con này. Đang đẻ tiếp à? Đẻ rồi, đẻ có bé kia rồi. Thế một con nữa? Con to. Ở đằng sau? Ở bên trong này. À, thế là được. Nhóm trình nguyện anh Cứu Vũ nhá. Thế là em Xá là mua có được con này thì đẻ được 2 nứa rồi. Rất là tốt đấy. Đúng đẻ rồi. Được 2 con, một con to và một con bé. Đây. Đúng rồi. Nó sắp chửa rồi. Đang chửa kia anh thấy bụng à không phải, bụng to bụng sữa đây. Chưa chửa. Con dê con này. Dê con này nhỏ chưa chửa. Dê con bé à lớn chắc chửa rồi. À dê con lớn cũng sắp chửa rồi. Ô thế tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúc mừng, chúc mừng. Đây này. Nhà xá này rất nhiều bò nhưng mỗi tội không phải bò nhà mình này các cô chú. Bò này bò của ông bà toàn là người ta gửi để lấy phân này. Khổ thật bà con. À xá ở đây nhá. Thế thì tiện anh nói luôn này thì bây giờ là chuẩn bị là bây giờ cả thề luôn đi. Đi ra mời bà con em bây giờ đi ra nhà chú Sử nữa. Vâng. Mời chú Sử về nhà xính. Vâng. Nhà chú Sử hơi chật. Vâng. Mời về nhà xính trái. Vâng. Mời tất cả bà con ra để xuống anh tổng kết lại 1 năm nay là xem dê thế nào ấy. Vâng. Đi ra nhà chú Sử đi. Vâng. Mà dê đẻ được 2 con dê con sắp đẻ là thích chứ nhỉ? Đúng rồi. Quá tuyệt vời đấy. Thích để dê đẻ mà. Dê đẻ như này tốt là... tuyệt đấy. Đúng rồi. Đây, con gái của Xá đây này. Rồi, xin chào em. Ôi, dạ dạ, chú Sử á? À, chú Sử làm lành à? Xin chào anh Nhi ạ. À, đâu, chú Sử đang thử. À, đang sửa. Bây giờ chắc là... Ê, dạ, cháu tưởng là chú Sử đang làm lành rồi. Thế là đang làm cho Nhi ạ làm luôn. Ôi, dạ dạ. Không có. À đây này, lúc nãy anh lúa là làm cái này để chống cái cây ở dưới đúng không thế? Đúng rồi. Làm nó đẹp đẹp đấy đúng không? Đúng rồi, anh vừa ấy, lúc nãy. À, anh vừa ấy. Đúng rồi. Có là giống nhỏ cái này. À thế, bây giờ thôi có chú Sử ở đây thì em bảo là mời chú Sử có thể thông báo cho bà con ấy, ra nhà chỗ em xính một tí, chỗ đoạn bếp ấy. Ngồi đấy xong rồi anh em mình họp để thông báo kết quả trong 1 năm là dê thế nào. Vâng. Em bảo chú Sử luôn đi. Ông à, khu cho anh em
Một tỉa giờ chết giờ lo xin nó cho chị ở ý... Bây giờ không đi quay nữa vì bà con có nhà đi chăn dê rồi. Thế là nhớ đi chán. Thế dù đi chả đi chán. Ngồi ngồi đấy cho nó dâm. Ngồi đấy cho nó dâm. Tí mà như em bắt lạc luôn à. Đi, chú Sử đây. Hãy nhớ em các cô chú ạ, đây thì đây là chú Sử đang đi gọi bên anh Thà này. Bây giờ thì đến trưa rồi ấy. Thì có hộ gia đình đã đi chăn dê đúng không thế? Đúng rồi. Nên bây giờ quay thì không đến được. Vâng. Bây giờ gọi ra tổng kết trước. Vâng. Xong ra nhà em Xính kia tổng kết. Thế là thông báo với các cô chú. Như nào thì biết mà. Đúng rồi. Thì nói chung là hôm nay là thời tiết là khá nắng ấy thế nhờ. Đúng rồi. Ngày hôm nay cắn nắng. Chứ bà con làm việc ấy. Ngày nào cũng làm việc này, đôi khi phải có ngày nghỉ. Chứ là bà con chứ là nghiền rất là nhiều. Đây này. Con gái đi làm đường xong về lại tết lanh đây này, đúng giỏi rồi. Thật, cực sự thực sự giỏi đấy. Chứ là không đơn giản đâu. Không biết cái gì đâu là làm tết lanh thế này. Úi giời. À thả đi chỗ này nhiều nước này chẳng ngã à. Úi giời ơi, con gái này. Vì là cũng một năm nay rồi. Vâng. Chưa anh cũng chưa có thời gian để thông báo lại cho nhóm thiện nguyện anh cũng Vũ biết đấy. Vâng vâng. Không biết là thế nào. Dê là nhà ai tốt hay không, anh chỉ biết là nhà Phú được đấy chết này, nhà chú Sử là cũng chết này. Đúng rồi. Nhà lúa cũng chết à? Đúng rồi. Ôi già, đấy. Thế là cũng khó. Anh Chính này. Anh Chính cắt tóc hơi bị đẹp trai nhá. Mùi gì nó xa chấp chị. Thế à, giống như phốn dây phanh như thế này. Đi, mời anh Chính ra nhá. Thế ơi. Dạ. Mời anh Chính ra nhá. Thôi. Như lon hả? Bây giờ ra nhà bên này. Đây này. Tao đi nè. Ngô đây người ta đang làm nương này các cô chú ơi. Đúng rồi. Đây này. Bây giờ thoáng hết rồi nhỉ? Đúng rồi. Một tầm một thời gian nữa thì trồng khoai xong, thu khoai xong là trẻ con lại chơi lại bằng 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 như năm ngoái rồi đúng không? Đúng rồi. Đợt trước mình nhớ là mình còn đá bóng đánh cầu ở đây này. Ngày trước đi đánh cầu đây thì phải trộn bò kèn mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ ra nhà em Xính nhá. Vâng. À đây anh Pó đây này. Vâng. À em bảo anh Pó, mời anh Pó. Anh Pó ơi. Vâng, xin chào anh Pó. Mời anh ra nhà Xính một tí nhá. Vâng, vâng, vâng. Mời anh Xính ra nhà uống nước chè một tí. Vâng, vâng. Cả Nu nữa. Dạ, các cô chú ạ, thì như các cô chú biết thì gia đình nhà em Xính Trá thì đợt vừa rồi là được các cô chú hỗ trợ cho cái nền này. Và đợt vừa rồi gần nhất thì cũng được tặng cho cái 1 triệu của chú Nhật Sơn, à đâu, chú Quang Toàn. Đúng rồi. Ủng hộ cho 1 triệu để đi mua cái chảo to với một ít đồ của bếp ấy. Đấy thì cái căn bếp thì nhìn rất là gọn gàng. Và tại sao em Tuyên muốn ngồi ở đây là vì nó rất là mát. Thế ạ? Vâng. Ngồi đây nó mát. Ngồi đây mát đúng không? Vâng đúng rồi. Gió mát. Này mát không vâng. Kia là các cô chú này. Cô gái áo caro hôm nay mặc váy rất là xinh gái nhá. Chào chào các cô chú này nhỉ. Nhưng mà hôm nay không nhận ra caro nha, hôm nay mặc váy rồi nha. Đúng rồi. Váy này là các cô chú cho đấy đúng không? Đúng rồi. Anh ơi, xin mời. Sao uống nước đây nhỉ? Hầu chơi đây. Thì ngồi đợi một tí mọi người ạ, vì gió mát. Đây à, hôm vừa rồi mua được bộ ấm chén nữa mà. Đấy, cà phích nữa đây, chè đây. Tuyệt vời quá. Có thì chắc là mình thử là ngon. Ngồi ở trong ngoài này thích hơn ở trong nhưng nhà mà... nhỉ? Đấy, thầy thấy mát không? Chỗ này mát mà. Em đang đợi tất cả bà con về, các cô chú ạ. Đây các cô chú ạ, đây bà con cũng ra gần đông đủ rồi. Ngồi chỗ này là mát quá. Được cái bàn uống nước của nhà em Xính này. Đấy. Có bà con hút thuốc nào. Vâng, xin chào chú Phanh. Chá ơi, nhà em còn ghế không? Cho bà con mượn một tí, ngồi đây một tí. Để. Mà ngồi đây thoải mái sạch rồi. Cần gì? Đấy, đồng vui quá. Xá lại chơi trò ô tô của ai đấy. Đâu vợ Phú vào đây đi. Vợ Nu, vợ Xính, à vợ Súng vào đây. Có vợ Nu vào đi, để anh có việc một chút. Mua vào đi. Chú Sử đâu? Chà vào đi chà. Anh Thà kia rồi. Xin chào anh Thà. Bên này chị Cái. Chị Cái này, vợ Lía này. Và chị May này. Kìa, bên này là chị May này.
bên kia là chị cấy này. Chỗ này thế ạ? Dạ. Khác ngày xưa nhỉ? Đúng rồi. Khác ngày trước thôi, không phải ngày xưa. Ngày trước mà. Có khác có tầm chục ngày thôi, được trước rồi. Anh với em vào chỗ này để xe này, để củi này. Đúng rồi. Bây giờ là một ngồi chỗ uống nước này mát quá. Đúng rồi. Đây. À, đây là chị May này, vợ Lía này và vợ của anh Lúa. Vâng, xin chào chị May nhá. Này các con gái này. Say 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 say. Con gái này xinh gái lắm nhá. Say 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 à. Con gái của chị May đây. Chị May ơi, chị May vào kia ngồi em nhờ một tí. À đây là con nhà A Lía đây này, xin chào nhá. Tết hai cái tóc rất là hay nha, ba cái tóc. Xin cháu, xin chào chú. Đúng rồi. Ăn lự. Bà con cũng gần đến đông đủ hết rồi. À, dạ vâng các cô và chú ạ. Thì thế hôm nay bảo với bà con là hôm nay là phiền bà con một chút. Thì là trong năm vừa qua thì các cô chú cũng rất là muốn nhóm thiện nguyện anh Công Vũ ấy. Rất là muốn là biết cái kết quả của bà con là nuôi trong một năm vừa qua là được bao nhiêu dê. Và nhà nào chết, nhà nào không. Thế thì em có thể bảo bà con là thông báo hộ anh được không? Ví dụ nhá, bây giờ anh sẽ đi từ nhà em đi. Nhá, từ từ hộ gia đình một, nhà nào chết thì bảo anh. Và nhà nào đẻ được bao nhiêu con thì bảo anh luôn. Các cô chú ạ, đây là có một cái cuộc họp nhỏ đây thôi. Hoa tu cho lo tu 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 mà hai yo chi tu mà ni chi hai la cha ya ni tu tu mà hai ni chi den dao tu zo tu nung zo tu de chi chu mong hai ba tu đâu thế nhà thề nhá. Nhà A Thề này, một này thề này. Thề là được mấy con? Thế làm để hai con. Để hai con. Để một con. Để một con, tổng hai con đúng không? Tổng cả mẹ hai con. Để một bằng hai. Nhà xá đi. Xá là để hai con, để hai, tổng là ba đúng không? Đúng rồi. Nhà súng? Để một con, tổng để hai con. Súng một con. Tổng là hai con. Nhà anh Chính. Anh Chính. Một con thôi. Anh Chính chưa đẻ à? Chưa. Anh Chính vẫn là còn một con. Chưa đẻ đấy. Đúng rồi, chưa. Thế nhà A Thà. A Thà bé. Một con nó đẻ bị chết đúng không? Đúng rồi. Đẻ ba con bị chết đấy. Đẻ ba bị chết. Bị chết. Đâu đến nhà anh nhỉ? Bắt đầu đến nhà anh Thà to đi. Anh Thà lớn. Đẻ một con. Anh Thà lớn là đẻ một con à? Đẻ một, tổng là hai đúng không? Đúng rồi. Đến nhà Trà. Trà là có cả dê đực nhá. Cả ba con. Ba con rồi. Ba một con ngày đây nhá, có nghĩa là đợt đấy là cho một dê đực hay hai dê đực nhỉ? Hai dê đực đúng không? Hai dê đường. Hai dê từ nhà Trà. Trà này. Hai dê đực này, hai dê đực nhá. Và một dê cái đúng không? Đúng rồi. Một cái. Thì đã đẻ là đẻ được mấy con? Đẻ một con. Đẻ một con và bán một con dê được rồi đúng không? Đúng rồi. Bán một dê được. Bây giờ cứ cắm kìa có ba con. Dê được. Bán một dê được đúng không? Thế tổng nhà cha bây giờ là còn ba con. Ba con. Đúng rồi. Tổng có ba con thôi. Đúng. Đó. Bắt đầu đến nhà ai nhỉ? Nhà anh Xì đi. Để một con. Vậy, để của Như Xì à? Nên tú rảnh túi à? Chắc là để một con rồi. Để một con, để một này, tổng là hai này. Đúng rồi. Đến nhà bên này là nhà anh Xì, xong bên này là nhà anh Lúa, anh Lúa. Anh Lúa, 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 đấy là Lúa gì nhỉ? Với Lúa ai á? Cái Lúa à? Ý túi ạ, à, lông tỏ. Chắc là để một con thì chắc là chết, thì sắm chết rồi. Để một con lại bị chết. Đúng rồi. Bị chết. Bị chết thì bây giờ còn một con thôi đúng không? Đúng rồi. Còn một. Đến bên này là nhà bên nhà Lúa là lía ba gì chú không đó bán đâu hết để hai con à mà nhìn ba gì cho chơi trò
pet luôn. Tổng ba con. Để ba hai con. Nhà nhà xính xính bên này xính gì nhỉ? Xính lầu 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 mới xính. Lầu xính đi. Tủ lầu mới xính xính. Ôi giời. Cắt một con. Để một con lại chết. Ôi giời, bị chết lại bị chết nhiều nhỉ? Thế là còn một con. À, nhà chị cái. Đã để một con. Chị cái đẻ một con. Đấy đẻ hai con. Đẻ một con bị mất. Đúng, đúng không? Đúng anh rồi, nhớ. Đúng rồi, đúng. Đẻ hai con, một con đi chăn là bị mất này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẻ mà một đơn mà chắc là bị mất một đẻ con. Đẻ một này. Xong bây giờ tổng là còn hai này. Đúng. Nhưng nhà chị cái là một con dê đực. Đúng rồi. À, bán rồi đúng không? Đúng rồi. Thế là bây giờ tổng còn hai con thôi đúng không? Đúng rồi. Còn hai con mấy con kia là của các cô chú tặng thì không đó. Đúng rồi. Đó, hiện tại cái con dê của anh Công Vũ đó đúng là rồi. Còn hai con. Wow. Đó. Đến nhà ai nhỉ? Nhà bên đấy nữa là nhà chị cái, nhà ai? Nhà chú Phình. Ôi trời, toàn bị chết nhỉ? Đẻ một có bị chết. Bị chết này, thế là bây còn một con. Đúng rồi. Trời trời, bị chết nhiều quá nhỉ? Nhà anh Thà lớn có rồi nè. À, nhà Sinh Pa. Đẻ một con. Sinh Pa đẻ một con à? Còn bây giờ tổng là hai đúng không? Đúng. Đấy, bên này đến nhà, nhà Sinh Pa xong đến nhà Sinh Trá luôn đi. Còn đẻ một con cả là hai con. Sinh Trá. Đẻ một. Đẻ một này. À, tổng hai đúng không? Đúng à, nhà Nu. Nhà Nu. Tú gì? Tú gì giờ ní? Chắc là đẻ một con đấy. Cùng mẹ hai con. Nu đẻ một này. Còn hai này. Đúng. Nhà chú Bó. Cắt đẻ một này. Đẻ một. Thế là tổng hai đúng không? Đúng. À, hết chưa nhỉ? Chưa. Chắc là... À, nhà chú Sử đây này. Chú Sử chắc là mà hết... Chú Sử chưa ghi. Chú Sử chết rồi. Chú Sử không có cái gì. Chú Sử là chết. Wow. 18 nhà. Chúng là chú lúa chết là chết. À, chú lúa chết là chết rồi. Lúa à, lúa à, không có cái gì. À, lúa bị chết. Cái làng thằng Phú bị chết hết. À, Phú nhỉ. Đúng rồi. Phú bị chết. Wow. Chết. Chắc là anh vừa còn mẹ một con à, vừa một con mẹ một con đúng. Hết rồi đúng không? 21 nhà còn 2 nhà không có. Đúng rồi. Tà rồi. Tà. Tà. Đây nhá. Thế thì là trong một năm qua là thế có rất nhiều nhà nha, anh để ý là có nhà đa phần bà con đẻ toàn một con đấy. Vừa. Dạ vâng, thì cho em Tuyên cũng xin thông báo với các cô chú với nhóm thiện nguyện Công Vũ này. Thì em Tuyên xin đọc lại một lần nữa nhá. Nhà em Thề đẻ một con, tổng hai con. Nhà em Xá đẻ hai con, tổng ba con. Nhà Súng đẻ một con, tổng hai con. Nhà anh Chính là chưa đẻ, đúng vẫn rồi. Còn một con. Đúng. Nhà em Thà bé đẻ ba con bị chết. Đúng rồi. Chết non thì còn một con. Đúng rồi. Nhà anh Thà lớn đẻ một con, tổng hai con. Nhà em Trà thì đợt đấy là có tặng cho hai con dê đực và một dê cái. Thì em Trà đã xin bán một con dê đực để đi mua phân. Và dê cái đẻ ra một con, bây giờ tổng còn ba con. Nhà anh Xì đẻ một con, còn hai con. Nhà anh Lúa A đẻ một con bị chết. Đúng rồi. Bây giờ còn một con mẹ thôi, là một con. Nhà Lía đẻ hai con, tổng là ba con. Nhà em Lầu Xính đẻ một con bị chết, vẫn còn một con. À, nhà chị Cái đẻ một con, thực ra đẻ hai con nhưng bị mất một con. Đúng rồi. Đó là còn hai con. Và còn một con dê đực thì nhà chị Cái đợt vừa rồi là cũng xin phép anh Công Vũ là bán đi lấy mua phân. Đúng rồi. Đó. Nhà chú Phành đẻ một con là bị chết, còn một con. Nhà em Xính Pà đẻ một con, tổng hai con. Nhà em Xính Trá đẻ một con bằng hai, tổng hai con. Nhà em Nu đẻ một con, tổng hai con. Nhà anh Pó đẻ một con là tổng hai con. Nhà chú Sử, nhà anh Lúa B, nhà Phú là bị chết. Bị chết hết. Bị chết cả dê nha các cô chú nha, chết con dê mẹ đấy luôn. Là không còn con nào. Và nhà anh Vừ là dê chưa đẻ, đúng vẫn rồi. Còn một con. Wow. Đấy thì trong năm vừa qua thì em xin thông báo là có nhà chú Sử này, nhà anh Lúa này, nhà Phú này là ba nhà bị chết, là không còn dê giống. Wow. Còn nhà chú Phanh là bị đẻ là bị chết này, còn một con này. Nhà Lầu Mì Xính là đẻ một con bị chết là còn một con đây này. Nhà anh Lúa A đẻ một con bị chết là còn một con này. Đó, và nhà anh Vừa là chưa đẻ đấy. Thế thì
Ở trong này thì chỉ có 1, 2, 3 hộ này, 4 hộ, 5 hộ, 6 hộ, 7 hộ, 8 hộ, 9 hộ, 10 hộ, 11, 12, 13. Tổng 10, tổng 21 hộ nhận, nhưng mà chỉ có 13 hộ là được dê đẻ thôi. Vâng. Thế là bị chết là tiếc cho nhà, tiếc nhất là cho nhà A Thà bé này, đẻ 3 con bị chết hết này. Tiếc cho nhà chú Sử với nhà Lúa và nhà Phú này, bị chết hết không còn dê giống. Đúng rồi. Thế nhà chú Sử đợt vừa rồi được tặng 2,5 triệu mua dê giống, đã mua chưa? Mua được rồi. Mua được rồi gì? Thế là bây giờ nhà nào cũng có dê rồi đúng không? Đúng rồi. Đó thì xin một lần nữa thì thông báo với nhóm thiện nguyện Ngô Vũ là cái thành quả của bà con trong một năm vừa qua thì có gia đình bị chết, 3 gia đình bị chết con dê giống, đấy là chú Sử, anh Lúa, anh Phú bị chết. Còn 1-2 hộ là bị à nhà anh Lúa ở đây là bị chết đấy, là không có dê giống. Đúng rồi. Đấy thì bây giờ là đa phần dê của bà con toàn đẻ một con thôi các cô chú ạ. Thế thì nói chung là, nhưng mà không hiểu tại sao dê hay bị chết thế nhở? Chứ là chả biết được. Là chăn dê có bị chăn thì phải áp cỏ luôn ấy. Ừ. Chắc là bị úi như thế nào thì không biết non. Không biết nói gì đây. Không biết nói gì hơn. Chắc làm dê thì phải không có thuốc cho dê khổ hơi đâu. Có chứ, có thuốc không chứ. Có. Dê có thuốc đâu. Không có. Phải mà. Không có. Dê thì không có thuốc cho. Ừ. Chỉ mua. Một bể mua là có dùng trái mua táo, trái mua táo. Thôi, bây giờ này thì anh tổng kết nhá. Xong rồi trong dê này sẽ đếm lại 2 này, 5 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 13 này, 15 này, 16 này, 17 này, 17 này là 20 này, 22 này, 21 này, hay là 23 này, chứ 22 xuống 21, 23, 25 này, 25, 27, 29 và 31, 32. Tổng hiện tại cả số dê của bà con thôn thì chia mình là còn 32 con các cô chú ạ. Những trừ những con dê chết và còn những con dê còn sống thôi. Đấy, là con dê giống thôi. Là tổng 32 con là trong một năm là cũng đã có sự phát triển rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đã thôi, cứ trước hết là chúc mừng bà con á. Vâng. Bỏ chân xuống. Chúc mừng bà con những nhà nào chăn được dê tốt là chúc mừng bà con. Vâng. Còn những gia đình nào như nhà chú Sử này, nhà Lúa này, nhà Phú này bị chết thì cũng thôi chia buồn thôi. Wow. Cũng chả biết nói nào. Wow. Nhưng mà nhà Phú là đợt đấy bị chết là cũng đã được tặng lại một con rồi. Đúng rồi. Nhà chú Sử đã được tặng lại một con rồi. Đúng rồi. Còn mỗi nhà anh Lúa là chưa có nhân duyên nào được tặng đúng không? Đúng rồi. Thôi thì ngày hôm nay thì anh cũng có cái lý do là tại sao tổng hợp với bà con ở đây. Là tại sao là trong các cô chú muốn hỏi là dê nuôi một năm là được bao nhiêu con, nhà nào chết hay không để xem cái thành quả chúng ta. Wow. Và bây giờ thì là cái điều quan trọng nhất trong cái buổi cuộc họp ngày hôm nay thì cũng chỉ muốn là bà con là họ nuôi dê thật tốt hơn. Vâng. Chứ bây giờ là nuôi như này là thấy là không được. Vâng. Đấy. Thì bây giờ thể nhá. Thể về xá này. Vâng vâng. Em xin mời, cảm ơn anh Chính nhá. Ngồi đau chân quá. Thể với xá nghe nhá. Bà con ai nghe được tiếng phổ thông thì nghe luôn này. Thì ngày hôm nay thì tổng kết dê xong, anh có một cái tin vui cho toàn thể bà con nhá. Vâng. Hôm nay là 23 hộ nhá, cả 23 hộ nhá. Vâng. À, đây là phần quà của cô. Bà con ở sau. Đây. À, đây nhá. Bà con này nghe này. Đây là phần quà của cô Năm Lợi. Cô Năm Lợi ở Hawaii, ở bên nước ngoài ấy, bên Mỹ đó. Cô đấy có gửi tặng cho bà con chúng ta là 70.350.000 đồng. Thì trong số đó xin tặng cho mỗi hộ gia đình 3 triệu để mua dê giống. Vẫn giống như đợt trước. Vâng. Mỗi hộ sẽ được một con dê giống, là yêu cầu là mua dê cái. Vâng. Mua dê cái để sinh sản. Vâng. Mỗi hộ gia đình sẽ được một con. Vâng. Và 23 hộ đúng không ạ? 23 hộ nhân 3 3 triệu lên. Và 9 là 69 triệu. Còn tiền thừa là cô chú là gửi tặng kênh làm xăng xe đi lại. Vâng. Đó thì bây giờ là 23 hộ nhá. Kể cả hộ gia đình ông bà già. Vâng. Nhưng hộ gia đình ông bà già này là không chăn dê đúng không? Đúng rồi. Thì các cô chú bảo là anh sẽ mua đồ và cho ông bà già. Vâng. Và còn tiền thừa sẽ đưa cho ông bà già. Vâng, vâng. Và ở đây thì sẽ em sẽ bảo luôn là hộ gia đình nào tự mua dê đăng ký luôn. Vâng. Gia đình nào tự mua dê, gia đình nào nhờ mua thì anh sẽ mua trực tiếp là nhờ thề, nhờ xính, nhờ xá, ai mua được thì mang ở đây. Vâng. Để bán cho bà con. Vâng. Đấy.
để cho thoải mái, được chưa? Đây thì em bảo lại bà con đi. Lên. Đây nhá. Đây, quan trọng nhất là cô Năm Lợi. Cô Năm Lợi tặng cho mỗi gia đình một con dê. Đây thì đã ký nhỉ. Đã ký. Chỉ ấy. Có nghe nhá, nhà nào tự mua, ví dụ nhà thầy là thầy tự mua đúng không? Đúng rồi, em là tự mua. Bao giờ mua xong báo cáo anh để anh quay lại báo cáo. Còn nhà nào là nhờ thầy mua, hay là nhờ Xính mua, hay là nhờ Xá mua, hay là nhờ ai mua, không mua được ấy. Ví dụ như nhà chị Cấy là không mua được này, thầy mua cho anh. Đảm bảo luôn, anh phải bảo thầy luôn. Đó. À, nhà nào không mua được thì bảo anh. Chứ đừng mua như cái con đợt trước nhá. Mua con bé xong để dành tiền xong lại bị chết nhá. Anh không muốn, bà con mua dê phải mua dê tốt. Chứ không phải là không. Đợt trước bà con là mua là để dành có hộ gia đình nhà ai nhỉ, nhà Phú đúng không? Đúng rồi. Mua dê bé để dành tiền đúng không? Về sau chết. Đúng rồi. Không cho kiểu đấy nữa. Chứ mua cho là để tiền mua cho con dê tốt mà mua con dê này không được. Đấy. Bao giờ mua dê xong đưa đến kiểm anh kiểm tra anh đưa tiền. Đó. Hoặc ví dụ thề mua được con dê nào bán cho bà con luôn thì đến anh kiểm tra và đưa tiền luôn và giao luôn dê cho nhà đấy luôn. Đấy cho nó đàng hoàng luôn. Đây từ 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 chị Kim vô mà đăng ký như nào. Nhà nào tự mua đăng ký luôn nào. Sao tự mua gì? Là mất tiền bà. Là mất tiền á. Ô chị vua thì đã hải u vua, hải cũng vua. Chứ không phải là đưa tiền cho anh đi tiêu đâu. Chỉ mua được nên vua rồi. Nhi chỉ mua tiền nên vua. Nên chưa tao chỉ nhận chỉ là thao. Nên nhận chỉ là thao. Ý là nên nhiều tổ chỉ nên vua. À mấy à, ý là nên cầu một vua lò cai thì nên chưa nhận nên mà nên vua chỉ nhận sợ. Đấy. Nên gì đâu. Chứ chứ không phải là đưa tiền cho để đi tiêu đâu mà là. Nên chỉ mua tiền là vua đó, dùng sai vua đó. Ý chế bế trò. Ơ chủ chi vua mà bà con thì đang họp rất là đông các cô chú ạ. Đây hai u hai chia xa chia sân bé tù tù đấy em đang nhờ em mua quay hộ đây. Đúng rồi bà con đang họp đây. Cha tê yêu yêu nhiều lúc mình đi tiêm sao đó. Có cái nhà nào mua dê to hơn thì thêm tiền. Còn nhà nào thừa ví dụ chắc chắn là không mua được con dê tròn 3 triệu nhưng mà ví dụ 2 triệu 8 thì sẽ trả 200. Đó kiểu đấy. Chứ không phải như bà con bảo là đưa tiền để tiêu hết là không có. Đúng anh không bảo được. Đúng rồi. Đấy là không mua dê thì phần quà đấy sẽ cho hộ gia đình khác. Đấy các cô chú nói rồi. Mua dê để tốt cho gia đình mình mà chúng ta lại mang đi tiêu hết là không được. Nào, thế bây giờ thầy đăng ký cho anh là những hộ gia đình nào tự mua nào. Mà ở chỉ kia mà vô nhá. Thế để ký cho thế để. Tự mua đấy. Rồi nhà chú Phanh tự mua đúng không? Tự mua đúng. Tự mua. Tự mua đây, ok, xong. Từ từ. Tự mua, thả mua, tự mua. Nhà chú xử gì? Tự mua. Mua thì tốt nha. Mua vô chỉ không á? Lúc đấy mua chết, mua về chết, tổ là không nói nha. Vâng. Đấy. Dù vô, dù mù. Nhà chú xử này. Ok. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Hả? Tà tà đó. Dù gì mù xa, dù chỉ, dù chỉ cả, dù chỉ mất này nè. Dù chỉ cả là vô mà dù đặc ký. Đặc ký là nè nè. Ôi dù tao chỉ là thế mất tiền nha. Nên thế nha. Mà chắc mất tiền là mất tiền không cả. Ôi dù tao chỉ là, ôi dù tao chỉ là. Dù chỉ mù xa. Mà chỉ mất tiền là dù. Ừ. Ôi chỉ mù, chỉ mù à. Nào có. Ý tù bê cho. Từ từ đã ký, từ đã ký. Đâu. Bắt đầu nhà ai nữa nào? Từ từ. Anh vừa tự mua. Tự mua. Vâng. Ok. Từ từ. Súng tự mua. Vâng. Lúa gì? À lúa gì? À lúa tự mua. Vâng. Kể cả nhà Xá lần này là được nhá, cả nhà Xá và nhà bố Xá nhá. Vâng. Hai ba nhà. Vâng đúng đó. Rồi. Đây này, thế là cả Xá với tự mua gì? Đúng. Thế tự mua gì đúng không? Chắc chắn là vua chọn dê phải tự mua đúng không? Em tự mua đâu. Chị anh Chính. Này anh đọc luôn này. Tự tổng nhiên nhá. Mày ơi. Ôi yêu ơi, rồi có ai nhận trong yêu tí. Này từ từ có vô thì mà lột đã kín nhá. Chị ạ. Ai bà ý vua tao ấy mà thế rồi mà. Rồi là. Bé chó. Bé chó là gì? Thôi cứ vô chỉ má cái u vô là mà hủ kia dưới rồi, chỉ tươi là. Sao tự mua hay thế nào? Tự chỉ không vô nhá. Tự mua. Không nhà anh Chính.
Anh Chính tự mua gì? Anh Chính tự mua đâu? Anh Chính tự mua. Nhà Thà Bé, Thà Bé. Từ nhà anh lúa. Có nhà anh lúa kia là cũng lúa, đây lúa từ Anh Chính này, anh xem con sổ đã. Cái chữ của em Tuyền hơi xấu cô chú ạ. Anh lúa đây đi. Lía này, lúa này. Lúa tự mua gì? Đúng rồi. Lía. Tự mua. Lúa lía tự mua. Lầu mì xính. Lầu. Tự mua. Lầu mì xính tự mua. Mua gì tốt nha. Lần này không có lần như lần trước nha. Chua. Lầu mì xính này. Nhà chị cấy là thề mua cho anh. Anh mua luôn. Nhà chị cấy là thề mua cho anh. Anh chị cấy là anh giao luôn cho nhà trà em mua cho anh. Ai mua được thì mang cho anh. Nha, không phải nguyên thề. Không phải nguyên thề của anh đây, có nghĩa là mua hộ thề mua được thì bảo anh, xính mua được bảo anh, xá mua được bảo anh, ai mua được bảo anh. Chứ không phải là cứ giao cho thề thiên vị quá. Chứ là rau mùng mừng thì không mua được thôi. Đấy. Hai ba người thì nghĩ thằng nào mua được thì cho bán họ mà. Đúng rồi. Đây nhá. Đây trà, trà Bé này, trà là cũng mua này. Nhà Thà Bé. A Thà, A Thà Bé. Thà Bé rồi. Mua Thà Bé tự mua. Tự mua. Tự mua. Thà lớn, anh Thà lớn. Lại nhờ mua đúng không? Có nghĩa là anh Thà lớn là tự nhờ mua. Ok. Bây giờ còn nhà Xính Pa. Xính Pa. Xính Pa một số ạ. Xính Pa một số ạ. Xính Pa thì mua gì? Mua gì không tốt, không cho ấy. Đưa được chỉ dùng chứng nhiên đấy. Đừng. Lúc đấy là cứ mua dễ bé để tiền tiêu thì anh cắt hết. Ông hùi là chuyên gỡ, người chưa chỉnh có tên là chứ. Tự mua. Tự mua. Anu. Thằng Nông Bó. Nông Bó. Nông Bó tự mua. Nông Bó tự mua. Chú Bó tự mua. Chú Bó tự mua. Chú Sử. Ok, hết rồi. Nha Phú. Nha Phú tự mua đâu. Tự mua đâu. Ok, thế tự mua rất là nhiều nhá. Bây giờ chỉ có mỗi mua hộ là nhà chị cái này, nhà A Trà này và nhà anh Thà lớn thôi. Đó, thế là xong nhá. Đấy nhá, thống chất nhá, bà con là mua dê tốt. Chứ không phải để dành tiền nhá. Ngâm trên. Chứ không phải nhá. Xong nhá. Vâng. Đấy, xong chưa? Thế là ok nhá. Chứ bây giờ tổng kết. Ok ok, thế các. Dạ vâng, các cô chú ạ, thì bây giờ em Tuyên là cũng xong cái cuộc họp này. Nếu như nhìn này. Thôi thề ở đây nhỉ, thề ngồi cạnh chú Sử đi. Vâng. Xem có lời gì bà con đứng ra ngoài sau đi. Có lời gì cảm ơn cô Năm Lợi không nhở? Cô Năm Lợi ở Hawaii tặng cho bà con mỗi con dê đấy. chú Sử đại diện trưởng thôn ra là gì? Ok nhá. Hai này. Thì có bé nhỏ trò trò tết chạy số kê cho nhẹ à cho nhẹ là chỉ giá trị cho nên cho giá từ từ hạt để còn theo chỉ chơi nhẹ tiền chỉ bỏ ca để một chút ít đồ chết số á chỉ dùng rồi để từ xin chào này bao xa này từ cho để có à mua chơi à mua lại ít đồ là bé chọn và mua chỗ là chỉ là xe là cho bé dùng mà nhớ là ta số cậu nhau để mà bé từ à cậu bé à nè là bé này tôi là để có anh nhớ sống nhà nữa nè là nè để thích bao xa thì có bé là để có
thế thì phớt cha chạy tàu tua nó để cho thì có ta số cậu giờ thì có nhớ để mà hai cho thì bao xa thế thì thêm mất tạm bọn này chứ mà bu trò bê thủ bê trộn mà nó để mà bê à nàng cậu nàng cậu có chè này nè bé chơi à bé ta hai ba hộ à ta cho cậu mà nhớ lên mà khu mùa trọ trọ tại trọ xe à mà nhớ lên mà ta cho cậu mà nhớ lên mà bé tư hạt tiền cậu cho không chơi thì nhớ thở sát khô xịt khô ta là tôi chỉ cần ta mà nhớ lên mà tôi trọ nhẹ mà thử chỉ bảo là sơ sinh này à nhớ lên mà thử à thử chỉ bảo hạt này lỏi anh nhá nhớ lên mà ta để cậu nhớ lên mà chỉ phải anh nhá dạ vâng vâng à thế em dịch lại có thể chú Sử nói những gì không nhỉ? Chắc là ngày hôm nay chắc là chú Sử chắc là ngày hôm nay chắc là bán cờ, ngày hôm nay chắc là vui rồi. Bất ngờ đúng không? Cảm ơn chắc là chị Dung Năm Lợi. Chị Dung chị Năm Lợi giúp một ít tiệm muôn một cơm dê cho bà cô chắc là phát triển chắc là tốt rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều thì thôn bà con truyền thông đề trên này rất là nhiều hơn một tí thì không có không có âm dê chăm thì mua cho bà con chăm thì mới tốt hơn chắc là bà chúc chị sức khỏe luôn luôn có tông nhiều đúng không má cảm ơn rất là nhiều ạ rồi thế thì chúc mừng bà con nhá. Bây giờ anh nói thật là đấy tổng kết chúng ta là được 32 con dê rồi trong một năm qua. Và bây giờ chúng ta lại thêm mỗi hộ gia đình thêm được mỗi một hộ gia đình một con nữa. Là tương lai bà con thôn Đề Chia mình là một trang trại dê đấy. Đấy nên là rất là chúc mừng bà con lại có thêm những con dê giống này. Chăn thật tốt vào. Đừng có như nhiều hộ gia đình là lại bị chết là rất là tiếc nhá. Bây giờ đấy thì anh đã thống nhất như vậy rồi. Chúng ta là mỗi hộ gia đình là ai mua xong thì bảo anh nhá. Đấy, anh đưa tiền và sẽ là đến ghi hình cho các cô chú biết. Có thể ai đến bảo anh thì anh đưa tiền trước cho để mua dê nhá. Chứ không có hộ gia đình lại không có tiền đấy nhá. Đấy thì hôm nay là anh thông báo trước ai đến cầm tiền đi mua thì đến anh đưa tiền nhá. Và mua dê xong là thông báo cho các cô chú biết. Chứ không phải là thông báo là em mua rồi mà không có thấy dê đâu cầm tiền đi hầu chơi hầu là hết đấy là không được nhá. Đúng rồi. Các cô chú giúp mình là để cho phát triển kinh tế giàu hơn chứ không phải là để là đi tiêu hầu chơi đâu. Đúng rồi. Nhá. Thôi bây giờ là thôi bây giờ cũng là xin phép là bà con là cũng buổi trưa rồi. Chúc mừng bà con có một tin vui. Bây giờ bà con chúng ta đứng dậy và chúng ta có thể là vẫy tay cảm ơn các cô Năm Lợi đã ủng hộ cho bà con nhỉ. Bây giờ anh đến ba nhá. Cả thôn xin là vẫy tay cảm ơn cô Năm Lợi một câu nhá. Và chúng ta nói câu là cảm ơn nhá, không phải là so sinh nhá. Đấy dần dần chúng ta cứ thế nói vậy. Nào, bây giờ thì anh sẽ đếm nhá. 1, 2, 3. Và xin cảm ơn rồi. Ba họ nhớ tất cả trong lòng. Rồi. Thôi bây giờ là buổi trưa rồi, tôi có xin phép là bà con. Thôi bà con là về lò mỏ rồi. Đấy. Thì cũng là dân chúc mừng bà con nhá. Đấy thì vâng các cô chú ạ. Thì bà con thôn Đề Chia ngày hôm nay đã nhận được thêm một cái tin vui nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn cô Năm Lợi ở Hawaii đã gửi tặng cho bà con Đề Chia mình mỗi hộ gia đình là một con dê giống là 3 triệu đồng. Thì tương lai bà con Đề Chia đây sẽ là một cái trang trại dê rất là to, rất là đầy đủ và giúp bà con thôn Đề Chia chúng ta phát triển kinh tế. Xin chúc cô cùng gia đình sức khỏe hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Mong rằng bà con Đề Chia sẽ nhận được thêm những nhân quà từ các cô các chú nữa. Còn bây giờ thì có lẽ là em Tuyên xin được tạm dừng video đây. Mọi người thấy video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé. Bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn lại mọi người.